Thụy Điển chơi với sơ đồ nào? Việc Zlatan Ibrahimovic ra từ sự nghiệp quốc tế khiến Thụy Điển thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận trận đấu. Rõ ràng, khi có cái bóng quá lớn của Ibra ra trên sân, các cầu thủ Thụy Điển phải toàn lực phục vụ chân sút xuất sắc này. Lối chơi đó của Thụy Điển rất dễ bị các đối thủ bắt bài. Khi không còn Ibra ra thì giờ ưu tiên hàng đầu của Thụy Điển là thiết lập sự kỷ luật nơi hàng thủ. Mỗi cầu thủ giờ có vai trò riêng của mình và ý thức phải hoàn thành trách nhiệm. Hệ thống của Thụy Điển giờ vận hành theo sơ đồ 4-4-2 với hai tiền đạo to con, mạnh mẽ. Cự ly giữa các cầu thủ ở hàng tiền vệ và hậu vệ của Thụy Điển là rất nhỏ nhưng lại có thể bung ra rất nhanh trong mỗi pha phản công. Ai là cầu thủ chủ chốt của Thụy Điển? Đó là trung vệ đội trưởng Andreas Jan-Kuverdit. Anh là thủ lĩnh nơi hàng thủ Thụy Điển. Ở World Cup 2018, Jan-Kuverdit cũng đã có 2 bàn thắng đến từ 2 cú sút phạt 11m. Ngoài thủ lĩnh Jan-Kuverdit thì cầu thủ không thể thiếu trong đội hình Thụy Điển là Emil Forsberg. Anh là linh hồn trong mỗi đường lên bóng của đội bóng Bắc Âu. Jan-Kuverdit là thủ lĩnh nơi hàng thủ của Thụy Điển, thế mạnh của Thụy Điển. Hàng thủ của Thụy Điển rất khó bị phá vỡ và họ có tinh thần đồng đội tuyệt vời. Thụy Điển cũng rất kiên nhẫn để buộc đối thủ phải chơi theo ý đồ của họ. Trận gặp Mexico là một ví dụ. Mexico là đội bóng khác thích phòng ngự phản công nhưng cuối cùng cũng phải dâng cao tấn công trước Thụy Điển. Từ đó, đoàn quân của Rene Anderson trừng phạt những sơ hở của Mexico. Một điểm đáng chú ý khác của Thụy Điển là sự tự tin ngày càng dâng cao. Thụy Điển đã loại bỏ Hà Lan và Italia ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Sau đó, Thụy Điển đã vượt qua vòng bảng có sự góp mặt của Đức rồi đánh bại Thụy Sĩ ở vòng 1/8. Vì thế, Thụy Điển sẽ chẳng phải sợ hãi trước Anh. Điểm yếu của Thụy Điển, hạn chế lớn nhất của Thụy Điển nằm ở hàng tiền đạo. Ole Toivonen thậm chí không được chơi thường xuyên trong màu áo Toulouse. Trong khi đó, người đá cặp với Toivonen là Marcus Buck đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ở World Cup 2018 này. Buck chính là cầu thủ có nhiều cú sút nhất mà vẫn chưa